Nếu như mà mình làm menu mà chỉ sử dụng một lần như vậy á thì nó hơi phí. Cho nên là bài toán menu thường người ta sẽ cho lặp đi lặp lại cho đến khi nào chán thì thôi. À, cho nên mình viết thêm một chức năng. Tại vì sao mà chỗ này á thì thường mọi người thì để cái chức năng mà kết thúc chương trình là chức năng ở dưới cùng. Ví dụ chỗ này là số 4 là kết thúc chương trình. Nhưng mà như vậy nó bất tiện lắm. Giả sử mình bây giờ mình viết ba chức năng thì thêm số 4 thì chức năng 4, thêm số 5 là chức năng 5. Vậy thì thoát chương trình phải đổi thành số 6. Nó rất là phiền. Vậy thì mình sẽ làm gì? Số mấy là thoát? À, số 0 là thoát là chắc nhất. Phải không? 0. Thoát chương trình. Đó, 0 thì thoát chương trình. Chấm phẩy. Và ở trong này lệnh shift key chúng ta chọn số 0 thì exit 0. Rồi, thoát chương trình. Đã là exit 0 thì không cần break bởi vì nó thoát mất rồi. Không cần. Rồi, làm sao để mình lặp đi lặp lại cái việc này? Làm sao để lặp đi lặp lại việc này? Vậy thì chúng ta có cái lệnh là exit thì chúng ta chỉ cần đặt cái đoạn này while 2. Tại sao là while 2? While 2 có nghĩa là gì? Lặp vô hạn luôn. Lặp vô hạn. Nhưng chúng ta có cái gì đây? Bùa hộ mệnh của mình đây. Cứ chọn số 0 là nó thoát. Thì cái lặp vô hạn nó cũng không có ý nghĩa. Cho nên đừng có lo. Và mình muốn lặp gì? Xuất cái menu ra. Và chạy cái lệnh shift key. Đưa cái đoạn này vào bên trong vòng lặp while của mình. Đưa cái đoạn đó vào bên trong vòng lặp while. Chỗ này là nó bị trùng. Ha. Mình táp cái đoạn này vô trong cái. Có con có cha đàng hoàng nha. Đó. Như vậy thì bây giờ cái menu của mình sẽ làm sao? Đó. Như vậy chỗ này mình bổ sung thêm chọn 0 hoặc 1 hoặc 2 hoặc 3. Chạy lại. True. Không cho. Không cho. Pool. Sao không cho nhỉ? Bốn lần đúng rồi mà. Bốn trong C. Bốn lần. Bốn mà. Ok. Phải std bool vô nó mới chịu ha. Như vậy để sử dụng cái bool này các bạn sẽ khai báo thêm cái std. Std bool vào.
Ok. Rồi. Như vậy để sử dụng được Kotlin thì các bạn khai báo thêm cái thư viện là etcd pool thì nó sẽ hiểu được cái tool, còn nếu không thì nó báo lỗi ha. Rồi, chạy. Chọn chức năng. Ví dụ một thì nó đây là chương trình kiểm tra số nguyên. Rồi cái chữ menu nó bị trùng. Chữ menu nó bị trùng. Thì mình enter xuống chỗ này cái và nó gọi lại nè. Ví dụ chọn số 2, tương tự như vậy cũng bị trùng, chọn số 3. Rồi chọn số 0, thoát chương trình. Như vậy thì ở chỗ menu mình sẽ cho nó xuống dòng cái để tí nữa nó không có bị đụng với chỗ kia, nhìn nó hơi khó nhìn. Rồi, chức năng 1 xuống dòng cái. Chức năng 2 xuống dòng, chức năng 3, chức năng 4 không có, chức năng 0 thoát chương trình. Được chưa? Như vậy mình đã sử dụng vòng lặp while để lặp đi lặp lại cái việc tạo ra menu. Được không? Còn nếu như mà các bạn thấy là mới đầu vô tự nhiên nó xuống dòng cái nhìn nó vô duyên quá thì chúng ta làm sao? Ở trong mỗi cái phần này nè thì chúng ta sẽ xịt n đi. Cứ thực hiện xong chức năng cái xuống dòng cho mình cái. Đó, thực hiện xong chức năng cái xuống dòng. Nhìn cho nó dễ nhìn. Đó. Cứ xuống dòng hai cái. Rồi chỗ này trước khi xuất ghi tạm biệt. Rồi, ok. Chọn chức năng 1, đúng không? Trên đây cái menu này nó sát ở bên trên nè. Nhìn nó dễ nhìn. Chức năng 1, Enter. Đây là chương trình kiểm tra số nguyên. Còn sau này bạn làm giai đoạn 2 thì ở chỗ này mình sẽ chạy cái đoạn code kiểm tra số nguyên lên. Rồi. Và kết thúc. Bây giờ mình chọn chức năng 2, chức năng 3, chức năng 4 không có, chức năng 0 tạm biệt. Được không? Dễ không ta? Không quá khó. Không quá khó. Không dễ nhưng mà không quá khó. Nếu các bạn chịu khó làm từ từ thì bài này các bạn làm sao làm? Các bạn đừng có code lại. Đừng code lại theo thầy. Mà các bạn phải làm gì? Điều khiển được nó. À, cái này mình đang muốn cái gì? Đừng có code theo thầy. Được chưa? Đó, đoạn code của chúng ta. Nếu như mà các bạn xem video dòng 1 làm gì, dòng 2 làm gì, đó, cho đến từ đây trở đi, rồi cho đến dòng cuối 54 dòng và các bạn code lại như vậy thì chạy, nhưng mà không ổn tí nào. Được chưa? Phải code từng phần